Ừ, chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái app đọc truyện. Thì ở như lần trước mình có hướng dẫn các bạn làm nào để như kiểu để đọc được khi chọn truyện này. Đấy. Chọn truyện à, chọn tráp à. Đấy. Thì nó ra được cái ảnh không? Nó sẽ đến cái trang đọc đọc truyện của mình. Đấy thì mình có thêm một vài cái ảnh đó vào rồi, rồi bỏ mẹ nó. Nóng vừa thôi, nóng quá. Mẹ nhà phương lắm ạ. Cứ động mấy cái nóng nóng là mình sợ. Đấy. Và tiếp theo nữa thì lần này mình sẽ nhớ các bạn làm là tạo ra được một cái API chứ xong để lấy cái là ngoài vàng chứ còn không 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 có phải là lấy ra kiểu fix kiểu apply nữa. Thì nếu các bạn xem hai cái video trước của mình ấy, thì mình có dẫn các bạn sử dụng cái trang nó là trang Magisan, trang Magisan này. Đấy. Đây như là nào cũng tương tự thôi, mình sẽ các bạn tạo ra từ đây. Đấy thì bây giờ nhé, thì đầu tiên đây mình sẽ tạo ra cho nó cái thằng này trả về, mình sẽ trả về di sản dạng mã được chưa. Đấy rồi tiếp theo mình sẽ copy thằng này. Để copy giống như là các bạn chỉ cần nhấn nhấn giữ chuột giữa thôi nhé là được. Đấy, copy này rồi Ctrl C và đây mình sửa lại một chút, hai con dấu phẩy, sửa tất cả cái luôn mà ô chết bỏ nhỉ. Đây sửa lại thành dấu phẩy thôi để cho làm cái ID xong rồi. Cho thằng này không cần dấu phẩy. Rồi, còn cho nó con C mình sẽ test cái thằng này vào trong này. Đó. Test vào trong này, rồi save này, mình save này, tạo riêng cái sang mình. Rồi, copy cái link này. Đó, mình đã có một mảng gì xong thế này. Bây giờ làm bài lấy bài nó thôi là xong đúng không? Mình sẽ gửi cái link này vào đây nhá. Đó, mình gửi link vào đây. Rồi, tiếp đến nữa. Rồi, đơn giản thôi. Như lần trước là mình hướng dẫn các bạn là tạo ra cái API lấy chuyện, API lấy chat, các thứ đúng không? Đấy, thì đơn giản. Thì thằng này cũng tương tự như vậy. Thứ nhất, mình có một cái interface, mình sẽ tạo ra cho một cái interface. Mình sẽ copy. À, copy cái lấy chuyện lựa lấy cái chat này như C như V, lần này mình sẽ đổi sửa tên thằng này với ảnh và ok trong này cũng có cái bắt đầu kết thúc hay bị lỗi gì đấy. Đấy thì cái thằng chat activity của mình này hay cái thằng đọc truyện activity của mình này, cái activity này thì mình cũng em kế thừa bằng lấy à không không cái một cái từ mà implement implement thằng lấy ảnh ra lấy ảnh ra đó. Rồi sau đấy ở đây mình sẽ implement các cái method của nó. Rồi xong sau khi đấy ở đây nha thì mình sẽ xóa này đó, xóa đi Ctrl X thằng này đúng rồi. Đó. Mình vứt xuống là string data. Đó. Thì cái string data của mình chính là cái bảng này đúng chưa. Đấy thế nên mình sẽ xử lý cho nó kiểu gì, xử lý kiểu gì thì đầu tiên mình cứ phải try catch trước đã. Try catch json exception à. Rồi sau ở trong trang mình làm gì, trong trang mình sẽ
Thứ nhất là thằng này vứt lên bàn, không vứt dưới này rồi. Và thằng này sẽ lấy một chai. Đấy. Thằng này trong mà thằng này sẽ ăn gì? Thì mình sẽ lấy cái Shinata, cái đấu mà mình ép cho nó là Jisun Array. Đây, mình sẽ tạo cho một cái Jisun Array. A là bằng new một cái json truyền vào cái data của mình đó chấm vào rồi sau tiếp theo nữa mình for y và y bằng không y mà nhỏ hơn a là chấm nem chấm phẩy y cộng cộng đó rồi tiếp đến nữa là cái mình gọi là cái aurl chấm add aurl chấm ghép string mình sẽ lấy từng cái string từng cái chuỗi là một chưa mình lấy từng cái chuỗi là một từng cái chuỗi là một mình bán vào cho cái thằng array hoặc cái u là lại của mình đấy lấy cái u là của mình đây nó là thằng nó là thằng y nó thằng ghép string truyền vào vị trí x nó vị trí cái y đúng rồi rồi xong xong đấy là đã xong chưa 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 xong bây giờ còn một bước nữa là cái bước là đến lấy về cái hàng phải khai báo một cái API để lấy về chuyện để connect lên cái thằng link này để lấy về cái đúng này đấy thì mình sẽ copy cái API bất kỳ gạo hay là gạo đây đây là Ctrl C đấy Ctrl V API đây ạ à. Ok rồi sau khi API lấy ảnh xong nhé thì thứ nhất ở đây mình sẽ truyền vào cho nó một cái thằng lấy ảnh về này. Sửa thằng này thành thằng lấy ảnh về này. Đấy lấy ảnh về lấy ảnh về sửa tên đi cái constructor truyền vào mình cũng là thằng lấy ảnh về mình truyền vào cái thằng lấy ảnh về và khi mà data lấy về bằng null thì sẽ báo bị lỗi còn nếu bị kết thúc data không null thì sẽ truyền sẽ gọi cái hàng kia ra và tiếp theo nữa là cái link tới link lấy về chính là cái link mà mình vừa mới tạo này. Cái link này này chứ không phải là cái link mà mình truyền vào trong này nữa kết vào đây đó xong sau khi đấy xong nhé thì các bạn sang cái màn đọc truyện của mình khi mà chạy xong cái ống này xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình gọi cái thằng cái setup mình bỏ đi này phải đọc theo chiều ngang này vì mình cũng vẫn vứt ở đây à, cái đọc theo trang nên mình phải vứt đây là thành số không chứ còn không ở trong hàng setup nữa setup là vừa rồi là chỉ đối với cái trường hợp là data là phích cứng thôi đấy và mình sẽ nêu lên một cái hàng API lấy à chuyển vào thứ nhất chuyển vào một cái thằng lấy ảnh về chính là cái thằng đọc chuyện activity của mình bởi vì mình đã implement nó là implement cái thằng lấy ảnh về rồi nên gọi chuyển vào zip chấm execute chấm lại xong rồi sau khi lấy xong mình sẽ chặn ở đây các bạn xem đây là hiện tại data sẽ không được phích cứng như là cái trước rồi nhá data không được phích cứng như cái trước rồi nhá cái trước rồi đâu là đi gọi người nó sao con bỏ mẹ rồi à. Mình ấn căn cho dép nhầm rồi ôi từ từ thế rồi ok mở lại ăn thế đây bây giờ mình sẽ làm lại thôi em chờ mình tí nhé mình sẽ ngừng video này khoảng tầm một vài phút gì đấy để mình làm nó cốt lại cái đoạn kia mình nhớ mai tay mình xóa nó đi rồi không có Google bằng Google. Ok, mình vừa mới code xong.
Thật ra mục đích của mình cũng chẳng có gì nhiều mà. Mình chỉ muốn lấy lại cái đoạn code này thôi. Mình chỉ muốn lấy lại cái đoạn code này thôi. Lấy đoạn code thôi. Và mục đích lấy của mình đây là cái mục đích lấy ra cái đoạn code này của mình đây ấy. Là mình muốn comment thôi ạ. Chứ không thì các bạn xem cái video trước, các bạn thấy xong cái video này các bạn không thấy xong mở project ra thì nó không có các bạn là ý kiến. Rồi bây giờ mình bật run này. Rồi, có nghĩa bây giờ mình sẽ không sử dụng dữ liệu ảo nữa. Nên cái đoạn này là code rồi là nó sẽ không chạy, đoạn này là bị comment nó sẽ không chạy. Đó. Là mình sai đấy, mình sẽ sử dụng dữ liệu thật từ trên API. Rồi đăng lên đây. Kích vào chuyện đăng lên đây. Kích vào chuyện này của mình này. Bấm chat rồi. Đó, đó. Ảnh đấy về chưa? Đó. Chuẩn chưa? Đó. Cũng chính là những cái ảnh này nhá. Chứ các bạn này thì bị comment rồi. Đó, ok chưa? Rồi. Thì lần này thì video mình lại xin được dừng lại đây. Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần là cái phần tạo ra cả cái thằng bảng này và tạo ra cái thằng file này để mình có thể sửa chỉnh sửa nó, ok chưa? Rồi video của mình xin được dừng lại đây, chúc bạn học sinh nghe.